trước đây chị thấy cái gương mặt chị bên này con đỏ nè, nó xấu nè, ở phần này nó chảy xệ mà nó bị hớp nữa, rồi cái khóe môi khóe miệng của mình sâu. Thì khi mà thời gian nó trôi qua thì cái tuổi già nó xuống thì cái da mình nó cũng bị lão hóa, chảy xệ xuống, rồi những cái rãnh này nó sâu nó chảy xệ xuống, rồi những cái vòng mí mắt nè cũng là nhiều nét chân riêng. Khóe môi khóe miệng của mình sâu, mũi cũng vậy, rồi mắt mình thì chảy xệ xuống và có những vết chim rất là xấu. Mà bây giờ bên đây rất là khác, có việc sự khác biệt đẹp cắn mình luôn, mất tan biến hết những cái vết na nhăn bên đây nè em, rồi chân chim của chị ngay mắt nè cũng mất luôn, giờ trở thành hai miếng. Thì sau khi mà làm phân nửa mặt đó, thì cô khi mà mấy em đưa kiến cho cô coi thì cô thật sự rất là ngạc nhiên, vì cô không nghĩ sao mà những cái cơ mặt của cô lúc trước là nó xệ xuống, còn bây giờ nó lại căng, nó lại kéo thêm cái mắt và cái chân mày, nó làm cho cái con mắt cô nó cũng đỡ sụp xuống. À, cái công nghệ này thì khi mà cô nhìn hai bên thì cô thấy là nó có thay đổi rõ rệt luôn, có thể nói là thật sự cô rất là hài lòng về cái công nghệ mới này. Chảy xệ xuống, rồi cái rãnh này nó sâu nó chảy xệ xuống, rồi những cái vùng cái mắt nè cũng nhiều nét chân chim á. Sau khi mà cô làm nửa khuôn mặt bên đây nè, cô thấy nó rất là cải thiện rất là nhiều, cũng như nó nông nè, mấy cái đường rãnh này là nó cạn bớt nè, mấy cái nét chân chim của cô này nó cũng bớt, nó cạn nè, rồi như là chân mày nó cũng căng lên, rồi cô cũng thấy rất hài lòng. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Nat Lily là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. Vi Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của Thạc sĩ Kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,